Chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Trái Nhà Đất Kim nha. Và hôm nay em đi quay cho cô chú chị một căn nhà mà bên em mới xây dựng xong. Mà căn này á là có diện tích là ngang 5 m, dài 16 m, được thiết kế là một trệt, một lầu, có 3 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh. Và căn này chỉ giá hơn 1 tỷ 8 thôi. Nhà rất là to, rất là rộng rãi mà giá rất là rẻ ha. Sổ hồng riêng luôn. Căn này được tọa lạc ngay vị trí là gần với siêu thị Co.opmart Cần Giuộc nha cô chú chị. Và mình đi về quận 8, quận 5, quận 10 chỉ mất từ 30 phút chạy xe thôi. Và mời cô chú chị mình sẽ tham quan căn nhà nhà này nha. Tổng quan căn nhà này á, thì bên em thiết kế theo phong cách là thiết kế kiểu châu Âu, một tân cổ điển nha cô chú chị, rất là đẹp luôn. Một mẫu nhà rất là đẹp, với bề ngang là 5 m, chiều sâu á là 16 m, có bao gồm luôn cả sân trước này, trệt lầu, 4 phòng ngủ ạ. Thì căn nhà này đặc biệt một cái á, là nó có một cái đường bên hông này để cô chú chị mình có thể mình chỗ cửa sổ và cái cửa luồng bên hông nhé, cửa thoát hiểm. Đặc biệt đường xe hơi xe tải vào tận nơi luôn. Cái con đường đó đó cô chú chị đi ra ngoài cái đoạn cua kia là mình rẽ trái là đi ra đường Mỹ Lộc Trường Bình, xong rồi là mình sẽ đi về đường tránh quốc lộ 50, chỗ đoạn siêu thị Co.opmart á, là mình đi về quận 8 luôn đó. Thì phía trước cổng bên em thiết kế là lớp cửa cổng 4 cánh với màu sơn là màu cam, nhìn rất là bắt mắt nha cô chú chị, rất là đẹp. Và thiết kế bằng sắt hộp hết đó, sơn màu cam rất là tinh tế và đẹp ha. Và trụ cổng á, thì bên em đã ốp gạch men cao lên đến đỉnh cổng rồi, và phía trên trên đỉnh cổng á, thì có hai cái đèn này để mình lấy ánh sáng trang trí về ban đêm nha cô chú chị. Rồi mình sẽ bước vào trong nhà mình để mình tham quan nha. Thì khi mà mình bước vào á thì cái đoạn ngay đoạn cầu đường cái sân này này thì nó sẽ cao hơn cái mặt đường nhé cô chú nhỉ. Đó thì sân đây bên em ốp mà ốp gạch chống trơn trượt, giả cỏ có hoa văn giả cỏ rất đẹp. Và hai bên tường bên công ty em đã ốp gạch cao lên tầm gần 2 mét nha, ốp gạch hết trơn rồi, rất là sạch sẽ luôn. Và phía ngoài sân này á, thì có một cái vòi nước để cô chú chị mình có thể mình xịt rửa cái sân này và xịt rửa xe ở khu vực này ha. Một căn nhà thiết kế rất là đẹp. Và ở trước trước mái hiên này á thì bên em ốp gạch là giả đá này cao lên đến cái pano luôn. Thì trước pano có một cái đèn led màu vàng để lấy ánh sáng về ban đêm và trang trí căn nhà cho nó đẹp hơn. Rồi mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đi vào trong căn nhà nha. Lớp cửa đi vào phòng khách là lớp cửa sắt 4 cánh, kính cường lực giả nhôm xi pha nha cô chú chị, thì rất là chắc chắn luôn. Rồi đây là cái phòng khách đây. Phòng khách thì em thấy rất là rộng rãi luôn, để cô chú chị mình về mình trang trí nội thất khu vực này. Trần thật cao, đèn led âm trần. Trần thì bên em thiết kế những cái đường chỉ và những cái họa tiết á, những cái hộp á, thì rất là phong cách nha. Ốp gạch cao lên 1m6, hệ thống điện đi vào tận nơi hết trơn rồi, điện âm tường. Và phía dưới cầu thang bên em có làm cho cô chú chị một cái tủ đựng đồ. Thì cái tủ này á là tủ bằng gỗ nha cô chú chị, chất liệu bằng gỗ hết, rất là thoải mái để mình đựng đồ trong đó luôn. Cầu thang kính tay cầm gỗ đi lên trên lầu, có 3 phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh ở trên lầu ha. Thì khi mà mình đi vào đường luồng đây thì đặc biệt của căn nhà này có một cái đường luồng ở kế bên nhà để gia chủ có thể cảm nhận được gió và ánh sáng nha. Thì bên này thì có một khoảng của mình luôn á, để mình lấy gió ánh sáng vào trong nhà. Rất là mát luôn. Phía dưới cầu thang thì nói chung là bên em thiết kế một cái toilet nằm dưới cầu thang. Thì cái toilet này có labo, có bồn cầu và có một cái vòi sen ốp gạch cao hơn 2 mét luôn để cho sạch sẽ. Không gian toilet cũng rất là rộng rãi và cửa bằng nhôm đi vào toilet nha. Phía với diện tích là ngang 5 dài 16 mét á, thì đương nhiên là sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới trệt này để dành cho cô chú chị nào á, mà mình lớn tuổi mình không thể leo trèo á, thì mình sẽ sử dụng cái phòng này nhá. Phòng này bên em ốp gạch cao 1m6 luôn,
rất là sạch sẽ, và ốp đặt ở dưới là màu trắng. Và đặc biệt phòng này có một cái cửa sổ mình lấy ánh sáng, lấy gió ở bên ngoài để vào nha cô chú chị. Cửa sổ thì bằng nhôm si pha này, khi mưa gió thì mình không sợ bị dột nha. Trần thật cao để led âm trần, cửa đi vào phòng là cửa nhôm si pha luôn, cắt âm cắt nhiệt rất là tốt luôn. Rồi tiếp đến em sẽ dẫn cô chú chị mình sẽ đi xuống không gian phòng bếp để mình tham quan nhé. Đây không gian phòng bếp đây, đó trần thật cao, rồi có những họa tiết tinh tế rất là đẹp. Không gian phòng bếp này thì bên đơn vị bên em chỉ có hỗ trợ cho mình là cái tủ bếp dưới thôi, thì cái tủ bếp trên thì cô chú chị nào mà mình có nhu cầu thì bên em sẽ hỗ trợ luôn nha, em sẽ thiết kế mà. Không gian bếp này thì có một cái cửa sổ để khi mà mình nấu nướng á thì mình sẽ mở cửa sổ này ra, gió sẽ vào trong nhà và mình sẽ thoát được mùi đồ ăn ra khỏi nhà mình, nó cho nó khỏi bí mùi nha cô chú chị. Ốp gạch cao gần 3m6. Khu vực này thì để cô chú chị mình về mình bỏ máy giặt đây, khu vực này nhé. Rồi tiếp đến em sẽ dẫn mình ra cái không gian, cái đường luồng bên cạnh hông của nhà mình. Đó thì kế bên nhà mình thì còn dư một miếng đất có bề ngang là hơn 1m xíu và ra ngoài đến đường luôn. Đó, không chỗ này thì mình để mình lấy ánh sáng vào trong nhà. Đó, mình để đựng đồ cũng được. Ở ngoài thì có thiết kế một cái vòi lấy nước này, mình xịt cửa ngoài này ha, rất là mát mẻ. Rồi em sẽ dẫn mình sẽ đi lên trên lầu trên nhá. Thang đi lên lầu á là cầu thang kính tay cầm gỗ, rất là sang trọng và mặt đá hoa cương. Những cái bậc cầu thang bên công ty em ốp mà rất là vừa bậc để cô chú chị mình có thể di chuyển nội thất đi lên trên lầu dễ dàng nha. Trên lầu này thì có một cái cửa sổ để lấy gió vào, có một cái đèn trợ sáng cầu thang. Đó, khu vực cầu thang thì đã được ốp gạch hết rồi, rất là sạch sẽ ha. Cầu thang rất là rộng luôn cô chú chị. Thì nếu được cô chú chị mình cứ xuống tận nơi mình coi căn nhà này nhá. Căn nhà này ở phía trên này thì bên em thiết kế là có 2 phòng ngủ và một cái toilet. Nãy là 4 phòng ngủ là em tính nhầm nha cô chú chị. Trên này có một cái toilet rất là rộng rãi luôn này. Bề ngang này thì phải gần 2m và ốp gạch cao lên đến tầng nhà luôn. Có một cái cửa nhỏ nhỏ để mình thoát gió kìa. Có lavabo, vòi sen và bồn cầu, cửa bằng nhôm đi vào nhà. Đó, một cái phòng ngủ lớn ở sau này. Trần thật cao để led âm trần. Đó, phòng ngủ này có một cái cửa sổ để cô chú chị mình lấy gió vào trong nhà ha. Khu dân cư rất là đông đúc luôn. Đó. Và không gian của cái phòng này cô chú chị về có thể trang trí được, bổ sung cho mình là được 2 cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn làm việc là vô tư luôn. Đó, cửa bằng nhôm si pha đi vào phòng, cắt âm tốt. À, kính cường lực nha cô chú chị, mình sẽ đi chuyển ra cái phòng cuối cùng và em sẽ báo giá cho mình luôn ha. Đó, cái phần căn phòng này cũng rộng y chang như phòng bên kia luôn, rất là rộng rãi luôn. 2 phòng lớn và còn một cái phòng ngủ ở dưới đất là dành cho người lớn tuổi. Căn nhà này phù hợp cho gia đình nào có thành viên là 6 thành viên nha cô chú chị. Đó thì ban công rất là rộng rãi, nhìn ra là nhà khu dân cư đông đúc của người ta. Rồi em sẽ báo giá cho mình luôn ha. Và sau khi mình đi tham quan căn nhà này rồi á thì em xin tổng hợp lại cho mình cái thông tin của căn nhà này. Căn nhà này có diện tích là ngang 5m, dài 16m, được thiết kế là một trệt lầu và có 3 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh, sân đậu xe hơi, đường xe hơi tận nơi, được tọa lạc ngay vị trí là siêu thị Copmark Cần Giuộc và cách quận 8, quận 5, quận 10 30 phút chạy xe. Và căn nhà này hiện tại bên em đang bán giá là 1.850.000. Và cô chú chị nào mà mình đang quan tâm một căn nhà như thế này thì hãy liên hệ đến số 078 362 0303 để em tư vấn và sắp xếp mình xuống đây mình xem nhà này nha. Và cô chú chị nào mà mình đang có nhu cầu quan tâm mua nhà hay là mua đất thì hãy đăng ký kênh em để xem những cái lô đất và những căn nhà hợp ý nhất ạ. Xin chào.